trên cả tuyệt vời với thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, thương hiệu ông già nè. Đẹp không? Con cái một quá. Đây 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 đây. Cái tay nè, đây là thương hiệu của ông rồi, những hộp nút nè. Bên này có ba hộp nút, bên này không. Chỉ là đầm mình vải thun 4 chiều, dày dày một chút. Size small. Cho nên suy nghĩ là size small, size 4, size 6 các chị em mặc được. Dạng rộng xuông mà. Xách cái giỏ ông già nữa. Đây, xách với cái giỏ ông già này đi. Tại vì nó màu đen thì nó đi với cái giỏ màu đen này rất sang và rất đẹp luôn. Suy nghĩ là cao đầm này và cái bót này dành cho các chị lớn lớn tuổi chút. Nhìn lịch sự mà sang lắm. Thật là đẹp luôn đó các bạn. Size 4, size 6 các chị em mặc được. Tuyệt vời ha. Có cái nón nhưng mà cái nón đó thì lại trẻ trung quá. Cái nón đó nó có hai cái lỗ tai á, giống cái nón của CC đó. Thì thôi các chị đừng đổi nón đó. Nón đó để người quậy quậy như CC đổi. Đây nè. Đẹp trên cả tuyệt vời. Xuất sắc luôn. Đây nha. Các chị của CC đâu? Size 4, size 6. Hãy mua lấy bộ này. CC biết, này CC nằm lòng rồi, thuộc lòng rồi. Đẹp lắm đó. Mua lấy cái giỏ này và mua lấy cái áo đầm này. Hai cái này đã đi chung với nhau rất đẹp và rất sang luôn. Đây nha. Áo đầm này thì không đắt tiền đâu, nhưng mà cái giỏ này thì đắt tiền lắm. Nhưng mà giờ trong sát phím nó hết sale rồi, nhưng mà CC vẫn sale cho các bạn 30% đó. Tại lúc CC mua được là như vậy. Đây. Tuyệt vời ha. Các chị của CC, size 4, size 6, mua đi. Mua nhanh nhanh, nếu không mấy chị kia giành hết à. Nhất là mấy em nữa, mấy em nhanh lắm. Ở Mỹ rất nhanh luôn á. Và đây nè. Cái này là người ta tự cột nha, chứ không phải CC cột đâu ha. Cái kiểu áo đầm nó như vậy. Này CC thấy có vẻ dài lắm đó nha các bạn. Cái này thì dài lắm ha. Bạn nào thiếu chiều cao đừng mua nha. Cái này là size small. Đây là cái mình vải gì đó không biết nữa, lạ lắm, đẹp lắm. Sờ tay vào nó giống như nhung vậy đó. Thiệt là thích luôn các bạn. Dạng rộng. Size small. Size 4, size 6 các bạn mặc được. Dài quá nha, CC nói dài lắm đó. Cái vạt này nó bầu các bạn cho nên nó rất là đẹp. Nè, người ta cột nha, như vậy. Đầm này các bạn mang dép và xách những cái giỏ lớn á. Thế là chúng ta đi lẹp xẹp, lẹp xẹp, lẹp xẹp, rất là đẹp. Như vậy đi. Tuyệt đẹp ha. Nhưng mà dài quá nha, CC nói là rất dài ha. Chị em nào mà chiều cao khiêm tốn giống như CC thì đừng mua áo đầm này. Mặc dầu là CC thấy nó đẹp lắm luôn đó. Để dành cho các chị em cao cao đi. Size 4, size 6 nha. Cái mình vải thun trên cả tuyệt vời đó. Đây. Và đây nè. Quá sức đẹp luôn. Nhưng mà cũng dài đó. Để CC mặc thử cái này cho các bạn xem nha. Size small nè. Mà sao nó rộng quá trời rộng vậy không hiểu. Chiều dài thì vừa nha các bạn. Đây là dạng rộng. Trời ơi, mặc vào người mát lạnh luôn à. Trời, cái mình thun lạ lắm các bạn. Thun gì mà sờ tay vào giống như nhung vậy đó. Mặc như vậy là thoải mái nhất. Đi vào nhà hàng ăn, đi shopping, đi uống cà phê, đi tất cả các nơi. Các bạn ở bên Cali thì cho người ta xẻ lên tới đùi một chút đi cho nó đẹp đẹp sexy một chút. CC là thích vậy đó. Cái tay mình tới đâu là mình xẻ lên tới đó, nó sẽ rất đẹp các bạn. Tay CC tới đây nè, xẻ lên tới đây. Đó, đây nha, thật là đẹp luôn. Hôm này này nhìn rất là đơn giản, nó lạ lạ lắm các bạn, nhưng mà CC phải nói là cái mình vải nó mê quá, thiệt là thích luôn. Như vậy là quá đẹp rồi.
nhìn chúng ta nó có cái gì đó nó hay hay lắm, các bạn sẽ không biết diễn tả, nhìn rất là đẹp luôn, tuyệt vời đúng không? Những dạng đầm này là chỉ có đeo giỏ mới đẹp thôi à. Nó giỏ da tuyệt vời luôn, hoặc là đeo những loại giỏ kia sắp nè, rất là đẹp với những kiểu đầm như vậy các bạn. Đó, chị em nào size small, size 4, size 6, medium có thể mặc được luôn đó, tại vì nách cũng rộng, áo cũng rộng, mà cái mình thun nó lạ lắm các bạn, mình thun nó sao đẹp vậy không hiểu luôn, không biết có nhăn không, đẹp, cái mình thun lạ lắm. Những dạng đầm thời trang ở Mỹ, xin nói với các bạn là đẹp lắm, đẹp hơn đồ hiệu luôn á, mà rẻ tiền nữa. Nhưng mà chỉ có cái là nó không on sale, hoặc nó on sale chút xíu à, on sale vài đồng tuyệt vời không? Quá đẹp cao đẳng này luôn. Cao đẳng này nếu mà cho CC chấm điểm là trên 100 điểm á. CC chấm là chấm cái sự thoải mái, cái sự mà mặc vào người mê luôn. Còn cái kiểu thì đơn giản thôi, chỉ là đầm rộng suông thôi, nhưng mà cái mình vải khi mặc vào người đó, trời ơi, đã luôn á, thích lắm á các bạn, tuyệt vời luôn. Cái này quá sang nè các bạn, cái này thì có cái nón nhưng mà chắc ít ai đội lắm đúng không, để đằng sau làm cái kiểu cho nó đẹp đẹp thôi. Đây là mình vải thun cô tông hút mồ hôi mềm, có chữ Tommy bằng nhũ bạc dán ở đây, chỉ là đơn giản như vậy thôi. Size medium, màu này là cực kỳ hot cho cái mùa hè năm nay, đẹp à? Tuyệt đẹp luôn á, xuất sắc luôn. Chị thích hiệu thông này những cái dạng này cho nên chị mua nhiều lắm. Trời ơi, cái này là CC bán chắc cũng cả 5-6 cái gì rồi ha. Là vì sao mà các bạn thích? Vì CC nghĩ nó là màu trắng, nhìn nó sang. Đây, size medium nha các bạn. CC thích lắm mà CC chưa có nữa, tại vì là size small không có. Cái này là CC phải mặc X-small chứ small cũng rộng. Chỉ là mình phải thun cô tông thôi, vừa sang vừa lịch sự, mang dép được, mang sandal được, chỉ như vậy thôi các bạn. Đổi cái nón, đeo cái túi đeo chéo là đi du lịch rồi, mê luôn á. Đây, thiệt là thích ha nè, mê không, mê chết luôn. Cái này cũng bán nhiều luôn rồi đó, đẹp quá trời đẹp luôn. Cái này các bạn mặc rút lại nha, kéo phồng phồng lên rút lại, mê lắm luôn. Vải thun cô tông size medium, cái này là váy không phải là quần ha, và đây là cái chữ thơm này, sang lịch sự mà đẹp, mang giày trắng ha, đẹp chết người, không có size của CC. Cái này thì tay liền màu cam, cam đẹp lắm, cam ở trong phone mình nó chói quá ha. Đây là thương hiệu thời trang thôi, có túi ha, rất là đẹp luôn, màu đẹp lắm nha các bạn, màu trong phone không đẹp, kéo phụng phùng lên, cái tay rất là đẹp, tay liền ra đây một chút, rất là sang luôn. CC thiệt là thích cao đầm này, thích là thích cái tay đó, còn phần này thì nó giống như những cái kia hết rồi, quá là đẹp luôn nè. Đó, thời trang ở Mỹ người ta mặc nhiều lắm các bạn ơi. Và đây nè, đây là một cao đầm cũng là vải thun cô tông hiệu Adidas, rất là thể thao, mang đôi giày trắng, đội cái nón Adidas, đeo cái túi đeo chéo Adidas, mang đôi giày trắng Adidas, xuất sắc luôn, không còn một điểm nào có thể chê được. Size medium, vải thun cô tông đẹp lắm các bạn ơi, mặc vào người các bạn mà thấy các bạn không biết nói các bạn ơi, cực kỳ đẹp luôn. Cái này là cái mình vải gì nó lạ lắm các bạn, nó láng, nó mịn, nó mát,
hiệu Nike West, size medium, rút dây lại kéo phùng phùng lên, cực kỳ là sang. Cái phần dưới cắt vải xéo, cái phần dưới nè họ may vải xéo nè, rút phần bụng lại kéo phùng phùng lên. Bạn đi cái phần này nó đánh lên rất là đẹp luôn. Cái mình vải mê lắm các bạn, rất là mê cái mình vải luôn á, không biết mình vải gì, thật là đẹp. Đầm sơ mi ha, rút dây lại kiểu đơn giản mà sang mà lịch sự, tuyệt vời luôn. Chị xin mê cái áo đầm này, bạn nào sang mi đi nghe lời chị xin mua, thích lắm đó. Đẹp từ cái kiểu lịch sự mà cái màu này rất sang, kiểu dễ mặc nữa, không biết nói gì hơn luôn, nhưng mà tuyệt vời. Chỉ có cái là không có cái túi thôi, quá xuất sắc luôn, không có lót đâu. Cái phần ở dưới váy đó họ có lót nha, lót thun, cho nên các bạn có mặc cũng không sợ, còn phần ở trên nó mỏng thì ok ha. Phần ở dưới có lót thun rồi đó, những thương hiệu đắt tiền là họ kỹ lưỡng như vậy đó. Chứ nếu mà phần dưới này nó không có lót thì nó sẽ mỏng giống như ở trên, thì các bạn cần phải mặc những cái dạng mà giống như CC hay mặc lót đó. Nhưng mà ở này nó lót cho các bạn luôn rồi, lót phần váy rồi, cho nên các bạn đâu có sợ gì nữa đâu. Đây, và đây cái này mới ngầu nè, đúng chất vải kaki, kaki các bạn ơi, mà kaki mỏng thiệt là mỏng, giống như xô vậy đó. Cái mình vải này kaki xô đi thôi, nói đại vậy cho rồi, kaki xô đây là thương hiệu thời trang thôi, nhưng mà mặc vào người đẹp. Thường ở những cái này nè, chết rồi các tình yêu ơi, rồi dính son rồi, thấy không, Sisi nói mà không mặc cũng dính nè. Đó, mới vừa sơ ý rồi thôi, áo này coi như là con Sisi về muốn mặc thì mặc, không mặc thì good will. Chứ cái size đó sao Sisi mặc được, đẹp quá trời đẹp luôn. Cái đẹp là ở cái gì các bạn biết không? Thứ nhất là cái cổ này và cái tay này, cái phần này rút lên và cái phần ở dưới nó xẻ mà nó vạt bầu. Trời ơi, mặc cái này là rất là có cá tánh, rất đẹp rồi. Nhưng mà thôi xong rồi nè, đó mới vừa đụng vô cái môi nè, son nè, thôi đừng bạn nào mua đó, phải giặt không ra đâu các bạn đó, các bạn thấy không. Bởi vậy CC là hạn chế cầm tới đồ trắng á. CC rất muốn review với các bạn đồ trắng nhiều, nhưng mà nó hay bị này bị kia đó. Còn bây giờ nếu nói đừng đánh son, không đánh son sao được, vô video không đánh son môi tái nhắc. Nhưng mà môi CC không có tái đâu nha, môi CC xăm mà sao tái được đó, nhưng mà phải có son các bạn. Đây, áo đầm này đẹp lắm nè. Cái áo đầm này thì cũng tương tự như vậy, nếu các chị em muốn thì cũng thắt cái beo vào, nó ra cái kiểu rất là đẹp luôn. Nó được cái tay này nè các bạn, nhìn sang lắm. Một là các bạn mặc rộng suông như vậy, hai là các bạn thắt cái beo giống như CC đang thắt thì nó sẽ là như vậy, sẽ rất là đẹp. Cái này màu xanh đen đó, chị em nào mà size medium mua đi, đây là cái áo mà các chị em rất cần luôn, rất cần và rất đẹp luôn đó. Đây, ở đằng sau người ta may chỉ thun, ở đằng trước ngực cũng là chỉ thun nè, cái tay nè rất là đẹp, màu xanh đen ha, xanh đen đẹp lắm, sao trong phone mình ra màu kỳ không biết nữa nè, rộng rãi thoải mái, thiệt là thích luôn. Cái này thật là mê luôn đó. Đây là mình vải xô nhúng, ở bên trong có một lớp lót ha, lớp lót thun cho nên nó rất mát, nó rất đẹp. Thật là đẹp cái áo này. Và đây, trời ơi, cái này dễ thương lắm các bạn ơi. Cái này CC có một cái đó, CC mặc cũng lâu rồi đó, mặc hình như 1-2 năm trước rồi. Cái này là size medium, cái cổ này nè, nó đổ xuống đơn giản mà đẹp,
chỗ này là một tầng, hai tầng, ba tầng. Khi các bạn đi đó, nó đánh 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 cái mông lên, nó trội dễ thương, thiệt là dễ thương. Cái áo đầm này phải nói là dễ thương, rất là dễ thương, mà bạn mặc vào trẻ trung vô cùng. Sissy mặc rồi, Sissy biết. Đẹp, cực kỳ đẹp. Thứ nhất đó là mình vải xô, thứ hai là cái kiểu design của nó làm cho các bạn rất là trẻ trung và xinh đẹp với cái áo đầm này. Ở đằng sau, dây buộc nơ, buộc nơ nơ là thấy nít rồi đó, là thấy dễ thương rồi đó. Đó, cái mình vải xô đẹp lắm. Ở bên trong có một lớp lót vải thun, cho nên các bạn không có sợ mỏng. Này mặc dễ thương lắm các bạn, rất là dễ thương luôn. Sissy mặc rồi, Sissy biết, mặc hồi năm ngoái, đẹp lắm. Nhìn các bạn trẻ trung lắm, mà cái độ xòe nó cũng rất là xòe luôn. Các bạn quay cái đó, các bạn thấy không? Đó, các chị em nào thiếu chiều cao, đây là cái áo đầm các chị em cần mua. Mặc vào các chị em sẽ rất là trẻ trung nha. Sissy nói là trẻ trung, xinh đẹp. Đầm này nè, mê lắm á. Đầm này Sissy nhiều lắm, nhưng mà đủ các loại luôn. Thun lạnh và những cái mình vải như vậy, rồi mình vải phi bóng. Các bạn nào mà yêu thích mặc thở lưng và những mình vải phi bóng thì Sissy dám chắc là bạn nào cũng có rất nhiều. Đi du lịch là như vậy đó các bạn. Đây là những đôi bằng nhựa mà rửa nước được, thích lắm, nhẹ, hiệu đi khen quay. Mấy cái này Sissy nhiều lắm nha, mê đó cho nên thích mua. Đây, hiệu đi khen quay, chỉ là dép nhựa thôi, thích lắm. Đôi này đó Sissy mang dư khoảng một đốt ngón tay luôn, nhưng mà không sao, mình cứ thích mình mang này các bạn. Mùa hè là như vậy thôi. Đây là giỏ đựng phone ha, rất là dễ thương luôn. Thương hiệu này rất là nổi tiếng nha. Này của Sissy đó, thương hiệu Nana. Này Sissy xài cũng mấy lần, như vậy chứ đựng được nhiều đồ lắm đó. Những đôi dép này nè, mặc quần sọ, mặc được nhiều đồ lắm các bạn, thiệt là thích luôn. Cái này size medium cho nên Sissy mặc rộng quá nè, rộng một khúc như vậy luôn ha, tuyệt vời đó. Giống y hệt đôi Sissy mang, nhưng mà size 6 lận, hiệu DK & Y ha. Thì chị em nào thích muốn mua đôi này không, size 6 bằng nhựa đó, y hệt đôi Sissy mang, đẹp lắm, không có đắt tiền đâu các bạn, rẻ. Và đây, đôi này cũng là những cái loại giống như vậy, hãng nào họ cũng ra giống như nhau hết các bạn, nhưng mà đôi này là thương hiệu của Guess. Cái đôi này nè Sissy thích là cái cao su á, nó mềm lắm nè, cái này mới đúng là cao su đó các bạn. Còn cái đôi này đó, nó là chắc nhựa dẻo, đôi này là nhựa dẻo đi, đôi này là cao su các bạn. Bởi vậy các bạn thấy không, các bạn thấy thương hiệu Guess không? Lúc nào cái gì của Guess nó cũng đặc biệt hơn của các hãng các bạn. Sissy thấy như vậy đó. Cái này là cao su, thiệt là thích luôn. Đôi này size 6, còn ở đôi này giống như là nhựa dẻo, nó không có được cao su mà bung ra giống như vậy, nó không có được như vậy. Này là nhựa dẻo đúng luôn đó, đúng nhựa dẻo luôn đó các bạn. Đôi này size 6, hiệu Guess, màu đen. Cái đôi màu kem cũng là size 6. Còn cái đôi Sissy đang mang là size 5. Chưa mang đâu, chưa đi du lịch chưa mang đâu. Bạn nào muốn mua thì mua nha. Đây là lần đầu tiên Sissy xỏ chân vào với cao đầm như vậy. Thời trang mùa hè ở Mỹ rất là xinh đẹp, đơn giản mà đẹp, rất là mát mẻ ha, hút mồ hôi. Size medium cho nên là Sissy mặc rất là rộng.
các chị em mặc vừa đó, thì cái thun này nó sẽ ôm ngay cái bụng của các chị em lại, nó sẽ là như vậy, nó rất là đẹp ha. Người ta may nguyên một cái bảng thun rất là lớn ở đây, nó sẽ ôm được cái bụng cho các chị em. Mang dép được, mang sandal được, mang boot được. Màu sắc rất là đẹp luôn. Và đây là cái giỏ dành cho các chị em vào mùa hè, với một cái màu đẹp mê luôn. Đây là thương hiệu Nanette ha. Bằng da mềm lắm, rất là mềm luôn. Đây là như vậy. Các chị em thích giỏ ha, CC thấy các chị em thích giỏ nhiều quá, giỏ lớn quá. Thì đây. Ồ, cái này nó còn dính băng keo rồi, thôi khỏi tháo rồi. Như vậy. Nhìn như vậy là các chị em biết cái giỏ lớn rồi đúng không? Giỏ này ở trong có ngăn kéo nha. Giỏ này là có dây kéo. Đó, các chị em hỏi rất là nhiều, chị ơi giỏ có dây kéo không? Đó, thì đây nha. Có dây kéo. Cái ngăn dây kéo rất là lớn. Còn hai bên này có thêm ngăn nữa. Cũng lớn luôn. Thì đây gọi là cái giỏ có dây kéo. Mặc với cái áo đầm này rất phù hợp luôn đó các bạn. Và đây là cái mắt kính hiệu Guess. Rất là hot cái mắt kính này. Năm nay là dạng mắt kính vậy nè, đẹp lắm. Nhiều loại kính đẹp lắm. Cái này nhìn ra trời á, đẹp thật đẹp luôn các bạn. Khuôn mặt nào bằng CC là đeo vừa cái kính này nè, đẹp lắm. Kính này mặc quần jean, quần tây, đồ bụi cái gì cũng đẹp với cái kính này. Thật là đẹp cái kính này luôn. Các bạn nhìn nó đậm màu nhưng mà không đậm đâu nha. Nhìn ra trời đẹp lắm. Và nè, rất là sang luôn. Cái này màu vàng. Khuôn mặt bằng CC là đeo vừa đó. Các bạn mua kính thì các bạn phải biết một điều rằng là nó rất là kén cái khuôn mặt ha. Nếu bạn cảm thấy khuôn mặt các bạn giống giống khuôn mặt của CC nè thì bạn hãy mua. Nếu mà bạn nhìn thấy CC đeo đẹp. Cái này là các bạn bên Việt Nam bị nhiều lắm. Cứ mua, mua xong rồi về nhận được rồi, anh sao em đeo không đẹp. Chịu thôi, không có cách nào khác. Tại vì mua kính là các bạn phải thử. Ngoại trừ các bạn có khuôn mặt giống CC. Giống như CC nói nè, kính này CC đeo. Bạn nào cái khổ mặt giống CC, cái size như vậy luôn thì mới mua. Còn kính là bắt buộc các bạn mua là hên xui thôi. Cho nên các bạn ở Việt Nam hãy cân nhắc trước khi mua mắt kính, chứ đừng có mua rồi nhận được rồi về nói đeo không đẹp. Các bạn nói như vậy CC buồn. Các bạn thì chắc chắn cũng là không vui rồi, tại vì mua không đeo được. Nhưng mà sự chọn lựa là ở các bạn mà. Nhiều khi CC đeo đẹp, các bạn đeo không đẹp sao? Ngoại trừ các bạn phải có khuôn mặt, cái khổ mặt á, giống CC. Và nhất là mái tóc nữa, nó cũng phải phù hợp. Thì các bạn nhìn thấy giống CC thì các bạn mua, còn không thì đừng mua. Cái đó nói thật lòng luôn. Chứ mua rồi về than phiền, CC thấy mấy bạn than phiền. Gửi anh Sa bán giùm nữa. Nhưng mà anh có nhận hay không thì CC không biết. Anh Sa đâu có làm video để bán hàng được đâu mà bán cho các bạn. Các bạn có thể nhận rồi chờ tới một cái dịp lễ sinh nhật, birthday, bạn bè ai đó các bạn tặng lại cho người ta. Chứ trả lại CC không lấy đâu. Và cũng đừng làm phiền anh Sa điều đó nếu các chị em ở Việt Nam mua mắt kính. Tại vì mắt kính là bắt buộc phải thử các bạn. Cái áo đầm này với cái giỏ này với CC là tuyệt vời đó. Rộng quá cho nên mặc vào nó không được đẹp ha. Nhưng mà các bạn vừa size là sẽ rất đẹp. Cái mình vải kate, kate gì đó không biết. Sờ tay thì nó giống vải tôn nhưng mà không phải vải tôn đâu. Thật là đẹp luôn. Đó, thiếu chiều cao là cứ từng tầng tầng về mua cho CC đi. Đẹp lắm. Mà cái màu rất đẹp luôn ha. Màu thiệt là mát con mắt luôn. Thật là đẹp luôn đó các bạn. Đây. Và tiếp theo, đây sẽ là cái áo đầm cuối cùng trong video này. Thì tức là trong video này đã là có size X small, small và medium. Các chị em tha hồ lựa, rất là nhiều luôn. Nếu các chị em xem video mà nửa chừng thấy nó cắt ngang mà CC không có chào tạm biệt các bạn đó, là các bạn hãy hiểu dùm cho CC là có thể là do cái video nó bị cái gì đó nó cắt ngang, chứ không phải là tự CC cắt ngang mà không chào nha. Câu dài quá các bạn.
hơn cả tiếng hồn. Đây là một cao đầm mà CC phải nói là CC mê luôn đó các bạn. Không có sai của CC. Mình vải xô mà cái màu đẹp vô cùng là đẹp luôn. Họ để cho chúng ta cái con bọ lớn để chúng ta thắt những cái loại dây nịt này nè. Các bạn muốn thắt hiệu nào thắt, nhưng mà CC thích Michael Kors cho nên CC thắt Michael Kors. Khi các bạn mặc đúng size các bạn thì nó sẽ là như vậy. Dây nịt to rất là đẹp. Các chị em xách với những cái giỏ như vậy. Vải bố. Áo đầm vải xô, giỏ vải bố là tuyệt vời đó. Trời ơi, bộ này CC quá ưng ý luôn. Bộ này các chị em có thể mang về bích cũng được đó. Về bút đó các bạn. Quá sang và quá đẹp. Trời ơi, đây là cao đầm CC mê luôn. Mình vải xô mà rất là mềm. Thương hiệu này nổi tiếng lắm các bạn. Đây nè. Rất tiếc là không có túi thôi. Nhưng mà như vậy cũng ok đó. Thật là đẹp luôn. À, có túi trên các bạn. Không có túi ở bên hông nhưng mà có hai túi trên. Cao đầm quá sang luôn. Chị em nào size medium đừng bỏ qua cao đầm này. Trời ơi, CC thấy cực kỳ đẹp cao đầm này luôn các bạn. Mê luôn đó. Xách với cái giỏ này nữa đẹp, quá là đẹp luôn. CC có chấm một cái giỏ đẹp lắm để CC lấy cho các bạn xem nha. Còn vào đây này ha. Các chị em thấy cưng không? Cái màu này ở trong phone mình sáng quá, màu ở ngoài nó tối hơn, màu ở ngoài đẹp hơn nha các bạn. Với lại cái áo này sao nhìn ở trong phone nó giống như là vải jean vậy. Nhưng mà không phải đâu nha. Các bạn hãy tin CC đi. CC chọn màu, các bạn yên tâm. Cái màu này đẹp lắm nhưng mà ở trong phone mình màu sai. Cái giỏ này trong phone màu cũng sai luôn. Bây giờ CC không biết nói sao luôn. Nhưng mà CC thấy màu nó sáng quá, không phải đâu. Màu ở ngoài nó chìm xuống, đẹp lắm. Áo đầm này khỏi nói rồi, đẹp tuyệt vời. Nếu bạn nào tin CC mua. Và đây là cái giỏ. Trời ơi, CC nói mê luôn các bạn ơi. Đẹp từ màu sắc luôn. Các bạn có bao giờ thấy cái giỏ màu này không? Thấy cái mừng quá luôn, mua luôn các bạn. Đẹp, quá là đẹp luôn. Thiệt là thích luôn các bạn. CC phải công nhận đó, cái hiệu Nanette đó các bạn. Giỏ sách đó, màu đẹp đó. Màu đẹp xuất sắc luôn. Nè các bạn thấy không? Rộng lớn như vậy. Hai ngăn ngoài rộng lớn như vậy. Nhìn cái bè hông này là các bạn biết rộng lớn như thế nào rồi. Gần một gang tay CC luôn. Và đây. Hơn một gang tay CC một khúc ha. Đây là cái bóp nhỏ đựng thẻ. Và cái kiểu rất là đẹp luôn. Họ làm cái nơ này nè. Giống như của Pháp. Thương hiệu ông già. Cũng có cái nơ buộc nè thấy không? Và đây là cái ngăn giữa là dây kéo. Dây kéo lớn như vậy luôn ha. Cái ngăn dây kéo rất là lớn. Ở trong cái ngăn dây kéo lại có thêm một cái ngăn dây kéo để cho các bạn đựng những cái giấy tờ quan trọng. Và có thêm một ngăn nữa. Tức là cái giỏ này mà các bạn hỏi CC là chị ơi, em ơi, giỏ này có dây kéo không? Thì CC sẽ trả lời là dạ có. Vì nó có dây kéo mà. Đây, có dây kéo mà. Rồi hai cái bên này, tha hồ các bạn để được. Trời ơi, cái giỏ này mê luôn các bạn. Cái nút là nó có cục hít đó, nó hít. Đỡ phải bấm không. Thật là đẹp. Cái giỏ sang quá luôn. Chỗ cái màu đẹp mê ly luôn các bạn ơi. Chỗ này họ xẻ nha. Bằng da nha. Hai bên đều xẻ hết. Dây này tháo rời ra được ha. Và đây là cái túi sắt. Thật là đẹp. Cái giỏ này và cái áo đầm này. Nếu cho CC chấm đi. Cái áo đầm trên 100 điểm. Vì với một cái mình vải xô rất là lạ luôn. Hình như cái mình vải xô này đó, CC nhớ là có mấy cái quần mình vải xô này. Nó không đơ, nó không cứng, nó không gì ấy, mà nó cũng không mềm nữa, mà nó lạ lắm. Cái mình vải xô này ngủ thật là đẹp, mình vải xô luôn. Đây là thương hiệu đắt tiền. Ở bên trong họ có may một cái lớp lót liền luôn. Họ may như là cái dạng đầm vest.
Cái lớp ở bên trong cũng là vải xô luôn nha các bạn. Đó. Một áo thành hai áo. Những cái dạng sang họ mới may như vậy. Đó, các bạn mặc đúng là đẹp như vậy luôn đó. Cực kỳ sang và đẹp. Và cái giỏ đẹp quá sức đẹp luôn. Mê luôn đó. Đây là thương hiệu Nanette. Rồi, coi như là hết rồi đó. Nhiều quá rồi đúng không ạ? Size X small, small, medium. Size large CC sẽ làm riêng một video dành cho các chị size lớn. Rồi thì các chị em, ai thích cái nào, các bạn ở Mỹ chụp hình cho CC 098-257-1934. Các chị em ở Việt Nam kết bạn với anh Sa qua Zalo 098-257-1934. Nhớ phải gửi hình cho anh Sa, chụp hình CC đó. Các bạn lựa lúc CC đẹp đẹp một chút chụp coi. Trời ơi, chụp gì mà xấu quá luôn á. Vừa xấu vừa mờ nữa. Có nhiều bạn chụp cái hình ra tối thui à. Bạn gửi qua CC không thấy được luôn. CC hỏi anh Sa, trời ơi cái hình như vậy mà anh cũng gửi cho em được nữa, anh nhìn thấy không? Thì anh nói, cũng sơ ý. Thấy người ta gửi qua anh gửi liền cho em thôi. Trời đất ơi, nó đang thui không nhìn ra được luôn các bạn, mà cũng gửi cho CC nữa. Khi các bạn chụp màn hình, các bạn nhìn lại cái đi, rồi các bạn hãy gửi ha. Rồi, các chị em bên nước ngoài kết bạn với CC Zalo hoặc Viber 1706-987-9063. Sáng giờ nè, chưa có cái gì trong bụng hết. Hôm nay bé Rô nghỉ cho nên CC ở nhà xếp hàng cho các bạn và làm việc. Bây giờ CC đi uống cà phê nha. CC xin được tạm ngừng video ở đây. Bye bye. I love you.